Nhà tiên tri số 1 Brazil từng dự đoán chính xác nhiều thảm họa và 5 lời tiên đoán quan trọng cho thế giới năm 2024. Nhà tiên tri hàng đầu của Brazil đã tiên đoán về 5 sự kiện lớn trong năm 2024, bao gồm sự kiện một quốc đảo ở châu Á sẽ phải đối mặt với hàng loạt thảm họa, xung đột nghiêm trọng trong kỳ bầu cử ở Mỹ năm 2024, hay vụ nổ lớn sẽ xảy ra ở kinh đô ánh sáng Paris. Trước đó, nhiều người cho biết rằng ông đã cảnh báo Nhà Trắng trước vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Nhưng thông tin mà ông đưa ra đã bị bác bỏ và thậm chí bị vị tổng thống đương nhiệm ném vào thùng rác. Liệu khả năng tiên đoán tương lai của ông lần này có thực sự chính xác hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhà tiên tri số 1 của Brazil. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1989, Juscelino Nobrega-Dalos, nhà tiên tri số 1 người Brazil, đã gửi một bức thư cho Nhà Trắng của Mỹ. Người ta nói rằng khi đó Tổng thống George W. Bush đã nhận được bức thư và đọc toàn bộ nội dung của nó. Trong thư, Juscelino đề cập đến vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ông mong muốn chính phủ Mỹ sẽ có những chuẩn bị từ trước. Tổng thống Bush đã đọc nội dung, nhưng ông hoàn toàn không tin những điều này mà chỉ nghĩ đây là trò lừa bịp. Vậy nên, Bush đã vứt bức thư vào thùng rác. Chúng ta không thể xác minh sự thật của vụ việc trên vì lúc đó không ai có thể tiếp cận được với Tổng thống. Tuy nhiên, thông tin này có vẻ không hề sai vì sau khi vụ khủng bố 11 tháng 9 thực sự xảy ra, Juscelino đã bỗng chốc nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là ở Brazil. Người dân Brazil ngày càng bị thuyết phục hơn vào lời tiên tri của Juscelino và gọi ông là nhà tiên tri số 1 của Brazil. Mặc dù sự việc kể trên không có bằng chứng xác thực, nhưng một lời tiên tri khác của ông lại có bằng chứng rõ ràng. Vào năm 1997, Juscelino lại gửi một bức thư cho chính phủ Indonesia. Trong thư, ông đề cập đến khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là vùng ven biển đảo Sumatra, sẽ xảy ra một trận động đất lớn. Trận động đất này có sức phá hủy vô cùng lớn, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Juscelino đã yêu cầu Tổng thống Indonesia phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa gây ra. Thế nhưng lần này, ông không hề đề cập đến thời điểm xảy ra thảm họa. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất tại Ấn Độ Dương có cường độ 9,1 đã bùng phát, gây ảnh hưởng đến Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và nhiều quốc gia khác. Trận động đất lớn cùng sóng thần liên tiếp khiến hơn 300 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa lớn nhất thế kỷ 21. Bức thư mà Juscelino đã viết năm đó hiện đang được lưu trữ tại Bưu điện Indonesia. Sau sự kiện này, danh tiếng của ông như một nhà tiên tri số 1 Brazil lại càng được khẳng định. Vậy làm cách nào mà Juscelino có thể dự đoán về tương lai? Theo lời kể của Juscelino, ông thường thấy nhiều chuyện kỳ lạ trong giấc mơ của mình và những chuyện kỳ lạ này rất có nhiều khả năng sẽ xảy ra ở tương lai. Ban đầu ông cũng không biết tại sao lại như vậy. Juscelino đã chia sẻ với gia đình của họ, nhưng họ cho rằng ông đang nói dối. Mẹ của Juscelino còn cho rằng ông mắc bệnh tâm thần, buộc ông phải đi khám tâm lý và thậm chí còn dạy dỗ ông bằng bạo lực. Cách đối xử của gia đình và bạn bè đã gây ra tổn thương lớn cho Juscelino. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định tin rằng mình có thể mơ thấy tương lai bởi những giấc mơ của ông sau đó đã trở thành sự thật. Năm lên 9 tuổi, Juscelino mơ thấy một người đàn ông cùng làng bị tai nạn ô tô nên đã đưa ra lời cảnh báo. Vậy nhưng cuối cùng, người đàn ông vẫn tử vong trong vụ tai nạn. Từ đó trở đi, Juscelino đã có một niềm tin mãnh liệt về tiên tri. Ông muốn ghi lại những giấc mơ của mình và thông báo cho nơi xảy ra sự kiện để giảm thiểu các thảm họa xảy ra. Ngoài sự kiện 11 tháng 9 và trận động đất lớn ở Indonesia, Juscelino còn dự đoán về những sự kiện nào khác và liệu chúng có khả năng xảy ra hay không. Những dự đoán kỳ diệu của Juscelino. Theo lời của Juscelino thì từ nhỏ ông đã có khả năng mơ thấy tương lai. Chẳng hạn trong một giấc mơ, Juscelino nhìn thấy vô số người tị nạn tại Afghanistan cùng Iraq và khắp nơi chỉ toàn quân lính Mỹ. Sau khi tỉnh giấc, Juscelino đã gửi thư cho Nhà Trắng. Trong thư ông nói rằng Tổng thống Bush sẽ phát động chiến tranh ở Afghanistan và Iraq
vào năm 2001 và 2003. Cùng lời yêu cầu Tổng thống Bush không nên phát động hai cuộc chiến tranh này vì thiệt hại do chiến tranh gây ra là quá lớn. Tuy nhiên, bức thư dường như không đến được tay ông Bush. Thậm chí, nếu nó đến được tay ông ấy thì cũng không thể ngăn được bước tiến của chiến tranh. Một dự đoán khá đáng chú ý khác của Juscelino là về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Hillary Clinton được đánh giá là có lợi thế hơn ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến lúc đó. Hầu hết mọi người đều tin rằng bà Clinton sẽ đắc cử. Nhưng Juscelino nói rằng ông đã thấy Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ trong một giấc mơ. Mặc dù ông cũng cảm thấy điều này thật khó tin, ban đầu mọi người nghĩ rằng danh hiệu nhà tiên tri số 1 Brazil của ông sẽ bị đánh mất bởi lời tiên đoán này. Nhưng sự thật một lần nữa chứng minh những giấc mơ của Juscelino là hoàn toàn chính xác. Trong một bài báo năm 2023, Juscelino đã đưa ra cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một loạt thảm họa vào năm 2024 như trận động đất lớn và núi lửa phun trào khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đúng như dự đoán, vào ngày đầu tiên của năm 2024, một trận động đất 7,6 độ Richter đã xảy ra ở bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, làm cho hơn 260 người thiệt mạng. Nhà tiên tri hàng đầu của Brazil còn dự đoán sẽ có nhiều thảm họa khác xảy ra ở Nhật Bản trong năm 2024. Ông thậm chí còn đưa ra cả thời gian cụ thể khi ngôi sao hủy diệt sẽ đâm vào trái đất. Liệu các nhà thiên văn học có phản hồi gì về lời tiên đoán này? Năm lời tiên tri lớn năm 2024. Là nhà tiên tri hàng đầu của Brazil với tỷ lệ chính xác của những lời tiên tri lên tới 90%. Vì vậy, những dự đoán mà Juscelino đưa ra luôn được mọi người quan tâm. Về năm 2024, ông đã đưa ra 5 lời tiên tri lớn. Trong đó, một lời tiên tri trực tiếp nhắm đến Nhật Bản khi khẳng định quốc gia này sẽ phải đối mặt với một loạt thảm họa. Lời tiên tri thứ hai của Juscelino hướng đến Hoa Kỳ. Ông nói rằng trong dịp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ xảy ra các sự kiện bạo lực và hỗn loạn. Dự đoán này không có gì đáng ngạc nhiên vì hiện nay tình hình hỗn loạn trên thế giới dường như đã trở nên quen thuộc. Mặc dù chúng ta đang sống trong một quốc gia hòa bình, nhưng hầu như mỗi ngày đều chứng kiến sự kiện chiến tranh ở các quốc gia khác. Lời tiên tri thứ ba là trong giấc mơ của mình, Juscelino nhìn thấy một vụ tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại Paris, gây ra nhiều thương vong. Tuyên bố này của ông rõ ràng cũng liên quan đến các sự kiện nóng hổi trong năm nay. Đồng thời cũng có người cho rằng ông đang cố tình lợi dụng cơ hội để trở nên nổi tiếng hơn. Đặc biệt là sau khi Pháp kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới về an ninh Thế vận hội. Lý do khiến lời tiên tri của Juscelino thu hút sự quan tâm chính là ông đã nói ra những lo lắng của mọi người. Nhưng chúng ta vẫn nên hy vọng rằng Paris trong năm nay sẽ tái hiện lại tinh thần Olympic, đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá thông điệp hòa bình và được tổ chức thành công tốt đẹp để mang một chút năng lượng tích cực đến thế giới hỗn loạn này. Lời tiên tri thứ tư của Juscelino đề cập trực tiếp đến đất nước Brazil. Ông nhìn thấy quốc gia của mình cũng sẽ đối mặt với sự bất ổn trong năm 2024. Tuy nhiên, đối với lời tiên tri này về Brazil, Juscelino không đề cập quá nhiều nội dung. Có lẽ vì ông đang ở Brazil nên cũng khá kiểm soát trong lời nói. Lời tiên tri thứ 5 của Juscelino nhắc đến một cường quốc phương Đông. Ông cho rằng cường quốc phương Đông này sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo. Mặc dù đây là hoạt động thường xuyên của quốc gia này, nhưng trong năm nay, hành động ấy sẽ bị can thiệp và phá hủy. Trên đây là 5 lời tiên tri của Juscelino về năm 2024. Đối với thế giới trong tương lai xa hơn, ông cũng đưa ra nhiều lời tiên tri lớn gây chú ý. Ngày 4 tháng 1 năm 2006, Juscelino đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan, nói rằng trong giấc mơ của mình, ông nhìn thấy mực nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều quốc gia như Kiribati, quần đảo Marshall và nhiều khu vực thuộc quần đảo Nhật Bản. Đặc biệt là sự tan chảy không ngừng của băng ở Bắc Cực vào năm 2029 sẽ làm gia tăng đáng kể quá trình này. Đến năm 2038, Mỹ và Nhật Bản lần lượt chứng kiến các vụ phun trào siêu núi lửa gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức nghiêm trọng nhất vẫn là tiểu hành tinh Apophis. Tiểu hành tinh này sẽ thoát khỏi trái đất vào năm 2029 và sau đó lại tiến gần vào năm 2036 với khả năng va chạm trái đất lên đến 8%. Apophis còn gọi là hành tinh hủy diệt, có khối lượng khoảng 4,2 triệu tấn. Nếu nó va vào trái đất, sẽ giải phóng năng lượng tương đương với 1,53 tỷ tấn thuốc nổ TNT, gây thiệt hại nghiêm trọng cho loài người.
Tuy nhiên, trong một cảnh báo năm 2013, các nhà khoa học đã loại trừ khả năng Apophis va chạm với trái đất vào năm 2036. Ngoài ra, nhà tiên tri Nostradamus cũng dự đoán rằng các thảm họa trong tương lai sẽ làm giảm dân số trái đất một nửa. Đây là một dự đoán rất bi quan. Mặc dù những dự đoán như vậy có thể gây chú ý, nhưng chúng chỉ là dự đoán và không thể xem là kịch bản chắc chắn cho tương lai. Bởi vì hiện tại luôn có những biến đổi khó lường. Bạn nghĩ gì về những lời tiên tri của Juscelino cho năm 2024 và tương lai? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.